Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Nhân dân. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 12 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ. Công chức, người lao động nghỉ Tết 5 ngày và 4 ngày cuối tuần. Thần tốc tiêm vaccine và đẩy mạnh các biện pháp phòng chống COVID-19. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc thưởng tiền cho người dân ăn Tết tại chỗ. Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 50% dân số châu Âu có nguy cơ nhiễm Omicron trong 2 tháng tới. Thưa quý vị, hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành nội vụ đã được Bộ Nội vụ tổ chức vào sáng nay 12 tháng 1 tại thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ngay từ những ngày đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Bộ đã tập trung tổng rà soát toàn bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, làm cơ sở tham mưu chỉnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nội vụ. Nổi bật là đã chủ trì xây dựng 3 dự án luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 8 nghị định, 3 nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 quyết định, 4 chỉ thị và 1 công điện, ban hành theo thẩm quyền 6 thông tư, 4 văn bản hợp nhất. Đặc biệt, trong năm 2021, Bộ ngành nội vụ đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở xác định vị trí việc làm. Theo đó, biên chế công chức giảm trên 10%, biên chế sự nghiệp giảm gần 12%, cán bộ công chức cấp xã giảm gần 9%, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôn, tổ dân phố giảm trên 49% so với năm 2015. Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 7 tổ chức, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được trên 12% so với năm 2015. Với phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả, năm 2022, Bộ, ngành nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ, quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thể chế chính sách phù hợp với yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính nhà nước các cấp. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chủ động xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã, trong đó tập trung rà soát kỹ lưỡng những vấn đề bất cập để sửa đổi, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, đô thị hóa tại các địa phương, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Năm 2022, Bộ, ngành nội vụ sẽ tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước, gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát nguồn lực. Những thông tin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị này, truyền hình Nhân dân sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự chiều nay, 18 giờ 30 phút. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay 12 tháng 1 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường, bộ, ngành năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 với hình thức trực tuyến. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Năm 2021 là năm các trường chính trị, trường bộ ngành gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhiều trường phải tạm dừng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các hệ lớp, thậm chí phải bàn giao cơ sở vật chất phục vụ khu cách ly tập trung hoặc làm bệnh viện dã chiến của địa phương. Song, các trường đã nỗ lực tiếp tục đổi mới đồng bộ các khâu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, từ công tác tuyển sinh, mở lớp, quản lý học viên, thực hiện nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức giảng dạy.
các trường chính trị đã tổ chức được 2.916 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 214.047 học viên. Trong đó có 1.231 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính với 85.805 học viên, chiếm 42,2% tổng số lớp, trên 40% tổng số học viên, giảm 8,5% về số lớp, 9,7% về số học viên so với năm 2020. Số lớp tập trung mở tại trường là 254 lớp với 12.468 học viên. Số lớp không tập trung là 997 lớp với 73.337 học viên. Các trường tiếp tục đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng. Trong năm 2022, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác trường chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, coi việc thúc đẩy các trường chính trị đạt chuẩn theo quy định số 11 ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư là nhiệm vụ đột phá. Xây dựng hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm. Bồi dưỡng tập huấn nâng cao chất lượng giảng viên, các trường chính trị, trường bộ ngành là nhiệm vụ then chốt. Thưa quý vị, theo thông tin báo chí từ Văn phòng Chính phủ cho biết là cơ quan này vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ công chức viên chức và người lao động. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau, đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31 tháng 1 đến hết ngày 4 tháng 2, tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 4 tháng Giêng và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 9. Các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt nhất công tác phục vụ tổ chức nhân dân và công tác phòng chống dịch COVID-19. Các dịp nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ Tết khác thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Thưa quý vị, dịp cuối năm, các hãng hàng không đã có kế hoạch tăng chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách đến và đi từ thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán. Theo các hãng hàng không, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trở lại vào dịp trước và sau Tết âm lịch. Trung bình mỗi ngày thì hãng thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều, số ghế cung ứng tăng 120% so với hiện tại. Riêng đường bay giữa Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, hãng sẽ tăng lên gần 80 chuyến một tuần để phục vụ Tết. Kể từ ngày hôm nay 12 tháng 1, mặt hàng Thanh Long sẽ tiếp tục được giải quyết thông quan qua lối cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, thành phố Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc sau gần 5 tháng phải tạm dừng. Đây là kết quả sau nhiều lần đàm phán trao đổi giữa các cơ quan chức năng hai bên nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu trên biên giới. Suốt thời gian dài, kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2021, trước những lo ngại về dịch COVID-19, phía Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam qua Lào Cai. Điều này cũng khiến kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lào Cai năm 2021 giảm mạnh. Riêng lượng thanh long, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo qua đây, giảm tới 40% so với năm trước. Việc nối lại xuất khẩu thanh long qua Lào Cai có ý nghĩa rất lớn, khẳng định niềm tin từ phía Trung Quốc về những nỗ lực của Lào Cai trong việc xây dựng cửa khẩu xanh, vùng đệm an toàn trong xuất nhập khẩu. Dự kiến, khi xuất khẩu thanh long được nối lại, lượng phương tiện chở hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Lào Cai sẽ gia tăng. Để bảo đảm cho hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, cơ quan chức năng tại cửa khẩu cũng thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp để chủ động lên phương án vận tải hàng hóa, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch, đáp ứng yêu cầu đề ra. Sau gần 20 ngày tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu, hai ngày qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã hoạt động trở lại. Tốc độ thông quan đang được cơ quan chức năng cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đẩy nhanh để khẩn trương giải phóng lượng hàng tồn đọng. Tuy nhiên, nhiều lô hàng hóa bị ùn ứ lâu ngày đã bị hư hỏng. Chính quyền thành phố Móng Cái cũng đang hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu hủy, xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ ngày 10 tháng 1, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã chính thức khôi phục thông quan ba phía. Việt Nam là thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với các cửa khẩu ở khu vực cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu Phao km 3+4. Phía Quảng Tây đã cam kết trước mắt sẽ ưu tiên xử lý hàng tồn đọng tại cửa khẩu, đặc biệt là nông sản và hàng đông lạnh. Sau 2 ngày thông quan trở lại, đã có trên 700 xe hàng được thông quan. Tuy nhiên, nhiều lô hàng hóa cũng đã bị hư hỏng do bị ùn ứ lâu ngày. Hiện thành phố Móng Cái đã hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ và xử lý vệ sinh môi trường. Thành phố cũng đã cùng với các cái doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, kinh doanh dịch vụ logistics, giảm chi phí cắm điện lưu công,
giảm chi phí kho lạnh, thế rồi giảm thiểu chi phí kho bãi để đưa toàn bộ các hàng nông sản ủ nứ hỏng lâu ngày để xử lý toàn bộ rác thải và trở thành vật liệu đầu vào là sản xuất phân vi sinh. Doanh nghiệp của chúng tôi thì xuất hàng hoa quả, thì hiện tại là do tình hình dịch Covid, bên Trung Quốc có cấm thông quan khoảng 20 ngày thì là bây giờ hàng quay đầu về Việt Nam. Là rất là cảm kích về thành phố đã hỗ trợ gọi là xử lý và tiêu hủy cái lô hàng bị hỏng này, thì là rất là cảm thấy hài lòng về sự giúp đỡ này của thành phố. Hiện thành phố Móng Cái tích cực đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát để bảo đảm quy trình an toàn hàng hóa, phương tiện được thực hiện một cách chính xác và nghiêm túc, kiên quyết loại bỏ những lô hàng có biểu hiện vi phạm quy tắc phòng chống dịch để không làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng, đồng thời bảo đảm khu vực cửa khẩu Móng Cái là vùng xanh an toàn, thực hiện tốt phương châm an toàn để xuất khẩu phải an toàn, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về tăng giờ làm thêm trong năm. Theo đó, số giờ làm thêm tối đa trong tháng được đề xuất tăng lên 72 giờ thay vì 40 giờ như hiện nay. Mức trần 300 giờ làm thêm trong năm được áp dụng cho tất cả ngành nghề do chủ sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận. Trước mắt thì chính sách dự kiến áp dụng tới ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tùy tình hình thực tế, nếu cần thiết kéo dài thì Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét và quyết định tại kỳ họp thứ tư khóa 15 vào tháng 10 năm 2022. Thưa quý vị, theo đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ có nhiều giải pháp tổng thể để tăng cường thu hút đầu tư trên các lĩnh vực. Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư giai đoạn từ nay đến năm 2025 đạt khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, đến giai đoạn 5 năm tiếp theo tăng lên khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, đến năm 2025, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường hướng đến công nghệ cao tăng 50% so với năm 2018 và tăng lên 100% vào năm 2030. Tỷ lệ nội địa hóa tăng lên mức 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030. Tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt 75% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030. Trong phần tin tiếp theo, thần tốc tiêm vaccine và đẩy mạnh các biện pháp phòng chống COVID-19. Phục dựng thành công hai bộ xương cá ông 300 tuổi ở Lý Sơn. Thưa quý vị, trước các diễn biến mới của dịch COVID-19 tại Hà Nội và một số địa phương, nhất là nguy cơ bùng phát do biến chủng mới Omicron, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc thần tốc tiêm vaccine và đẩy mạnh các biện pháp phòng chống COVID-19. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là vào dịp Tết Nhâm Dần, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo nghiêm, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, nhất là biện pháp 5K và nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đồng thời tăng cường việc điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 thể nhẹ và không có triệu chứng. Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm thực hiện thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm vaccine, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và mục tiêu của Chính phủ đề ra. Tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm vét vaccine ngay tại nhà cho những người không thể đến nơi tiêm tập trung. Bộ Y tế chịu trách nhiệm bảo đảm đủ vaccine phòng và thuốc cho điều trị COVID-19, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sản xuất tự chủ vaccine trong nước nhanh nhất có thể và bảo đảm khoa học an toàn, hiệu quả. Có văn bản hướng dẫn cụ thể cho Ủy ban Nhân dân, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thần tốc hơn nữa tổ chức tiêm vaccine và tăng cường điều trị tại nhà, tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tham khảo ý kiến các chuyên gia về việc tiêm vaccine các mũi tăng cường phòng COVID-19, quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn cá thể hóa trách nhiệm để phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm trong phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế chủ trì cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan hữu quan khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong nước về việc triển khai nhập khẩu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi, bảo đảm an toàn, kịp thời, khoa học và hiệu quả.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine và đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, khẩn trương hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1 năm 2022 và liều bổ sung nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo công văn 10722 BITDP ngày 17 tháng 12 năm 2021 về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại trong quý 1 năm 2022. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương là ra soát, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine. Sau khi ra soát thì khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên và bảo đảm an toàn trong tiêm chủng. Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao, các nhân viên y tế đang phải gồng gánh rất nhiều việc. Tuy nhiên thì hiện những bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội đều là y tế công lập, còn các bệnh viện thuộc y tế tư nhân thì dường như vẫn đang đứng bên ngoài công tác điều trị COVID-19. Trong bối cảnh ngành y tế đang chịu sức nặng rất lớn thì việc huy động nguồn nhân lực từ y tế tư nhân là vô cùng cần thiết. Thế nhưng những vướng mắc về chính sách thì đã gây không ít khó khăn cho y tế tư nhân để tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện những bệnh viện tư trên địa bàn thành phố Hà Nội phần lớn đều chỉ tham gia vào những công việc như hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, chưa có bệnh viện nào chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 nội trú. Ngành y tế Hà Nội xác định vai trò quan trọng và cần thiết của y tế tư nhân trong công tác phòng chống dịch, nên cũng đã có nhiều giải pháp để các bệnh viện tư tham gia. Chúng tôi cũng đã có những cái cuộc họp thống nhất và giao nhiệm vụ cho cái lực lượng y tế tư nhân đóng trên địa bàn. Ngoài cái việc mà tham gia những cung ứng dịch vụ y tế thông thường thì rõ ràng trong phòng chống dịch bệnh, y tế tư nhân cũng trở thành một lực lượng vô cùng quan trọng với thành phố để mà tham gia những cái công tác phòng chống dịch. Về phía đại diện của các bệnh viện thuộc y tế tư nhân, họ cho rằng việc chưa tham gia sâu vào công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 là vì những vướng mắc về chính sách. Nhất là hoàn thiện về khung pháp lý, tức là phải có những cái quyết định cụ thể để công nhận các cơ sở y tế tư nhân là những cơ sở điều trị chính thức, có quyền lợi nghĩa vụ tương đương như một cơ sở y tế công lập. Thứ hai là cần xây dựng ngay một cái cơ chế về tài chính, trong đó bao gồm giá viện phí, giá dịch vụ mà cơ quan nhà nước sẽ chi trả cho y tế tư nhân. Và cái điều thứ ba là để điều trị nhân COVID cần rất nhiều thứ thuốc đắt tiền, thuốc nhập khẩu và thuốc mới. Hiện nay tất cả thuốc đó theo quy định của pháp luật đều miễn phí. Và chính vì miễn phí cho nên nó mới chỉ được cấp theo hệ thống ngành dọc, tức là y tế công lập. Tất cả các cơ sở y tế tư nhân cho thời điểm này, chúng tôi chưa tiếp cận được với những loại thuốc đó, kể cả có tiền cũng không mua được. Vì vậy chúng tôi thiếu 3 thứ: cơ chế pháp lý, tài chính và thuốc điều trị. Như vậy là trong tay chúng tôi không có gì cả. Và đương nhiên chúng tôi cũng mong muốn đi chăng nữa thì cũng không thể thực hiện được cái chức năng điều trị nhiễm COVID ở thời điểm này. Hiện bài toán về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để điều trị bệnh nhân COVID-19 đang đè nặng lên ngành y tế Hà Nội trong bối cảnh số ca mắc mới đang ngày càng tăng cao. Nếu thu hút được lực lượng y tế tư nhân tham gia điều trị thì sẽ gỡ được phần nào sức ép. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó thì Hà Nội cần tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách để các bệnh viện tư an tâm tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Chương trình xin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Để thuận lợi cho công dân trong việc khiếu nại, phản ánh, kiến nghị đến lãnh đạo, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, năm 2022, tỉnh Phú Yên triển khai tổ chức tiếp công dân định kỳ trực tuyến. Trong bối cảnh dịch COVID-19, thông qua tiếp dân trực tuyến, lãnh đạo tỉnh Phú Yên sẽ giữ mối liên hệ với công dân để giải quyết kịp thời các vướng mắc trên tinh thần bảo đảm quy định của pháp luật, hiệu quả, thiết thực và an toàn. Qua đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Trước mắt, tiếp công dân trực tuyến đến cấp huyện rồi triển khai đến cấp xã. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức xét chọn nhà đầu tư để cho thuê môi trường rừng nhằm mục đích là phát triển du lịch sinh thái và đồng thời kết hợp với việc bảo tồn và phát triển rừng tại khu vực vườn quốc gia Côn Đảo theo hình thức trực tuyến. Đến thời điểm xét chọn nhà đầu tư để cho thuê môi trường rừng nhằm mục đích phát triển du lịch sinh thái, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chọn ra được một nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện, đó là công ty cổ phần du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo.
sau khi được sự chấp thuận của Hội đồng, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tổ chức ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng, kết hợp phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí với Công ty Cổ phần Du lịch Nghỉ dưỡng Côn Đảo. Hợp đồng được ký kết yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Nghỉ dưỡng Côn Đảo thuê môi trường rừng để bảo vệ rừng và kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo phương án quản lý rừng bền vững, đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí ở Vườn Quốc gia Côn Đảo đến năm 2030, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt. Lần đầu tiên các nhà văn hóa chuyên gia đã phục dựng thành công hai bộ xương cá voi 300 năm tuổi, ngư dân thường gọi là cá ông, ở đảo Lý Sơn. Đây là tiền đề để mở ra hướng mới trong phục dựng văn hóa vùng biển Quảng Ngãi. Sau 2 tháng, 10 kỹ thuật viên chuyên gia chế tác khung đỡ, xử lý xương mục, sơn phủ bóng phần xương của hai bộ xương cá ông. Trải qua hàng trăm năm cùng với công tác bảo quản không được bảo đảm, khiến cá thể cá ông bị hỏng 40%. Các chuyên gia sử dụng phương pháp nhựa hóa một số phần xương mục và tôn tạo toàn bộ lại phần đầu cá ông bằng nhựa composite. Hai bộ xương cá ông được phục dựng mô phỏng với thế cá bơi lượn, chiều dài 18 m, cao 4 m. Hai bộ xương ông đây là bị hư hỏng và mục rất trầm trọng do cái thời tiết và độ ẩm rất cao ở tại địa phương của mình, cái vùng ven biển. Thì thế mình mới quyết định dùng cái phương pháp gọi là nhựa hóa lại những phần xương bị mục và mình lắp ghép lại những phần xương mục đó với nhau bằng cốt thép inox bên trong, và mình trám trét lại cho và làm cho hoàn chỉnh đẹp đẽ lại, ra được cái sản phẩm như tương đối ra như ngày hôm nay. Huyện đảo Lý Sơn có 7 lăng thờ cá ông theo tập tục văn hóa vùng biển. Tại đây có khoảng 70 cá thể xương cá voi có niên đại từ 200 đến 300 năm lưu giữ tại các di tích lăng, đền, thờ trên đảo. Do thờ cúng lưu giữ hàng trăm năm, các cá thể này đã bị hư hỏng, không còn nguyên vẹn. Nó xây dựng cái này thì dần dần chúng tôi rất là phấn khởi, là nhà nước đã quan tâm để sau này cái cốt này vẫn còn trường trường ngàn mươi. Giữa khôi phục lại bộ xương cá ông ở Lăng Tăng nó có ý nghĩa rất là quan trọng với ngư dân có cái vùng biển, đặc biệt là đối với huyện đảo Lý Sơn. Dân quan niệm là có voi là vị thần, là thường xuyên giúp đỡ những cái lúc mà ngư dân gặp khó khăn trên biển, thì đa số ngư dân vùng biển người ta rất là tôn thờ vị thần này. Cái nhà trưng bày này đi vào hoạt động phục vụ tốt cái nhu cầu của du khách đến tham quan Lý Sơn. Tục thờ cá ông là tín ngưỡng dân gian vùng duyên hải miền Trung. Cá ông là bạn đồng hành giúp đỡ ngư dân trên những chuyến ra khơi. Tục thờ cúng của ngư dân vùng biển hướng đến niềm tin được bình an sau những chuyến ra khơi xa. Vì vậy, việc phục hồi, bảo tồn di sản là gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tâm linh, phát triển du lịch vùng biển đảo. Tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022 và kêu gọi được hơn 120 tỷ đồng từ các đơn vị tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là vào dịp Tết đến xuân về, chương trình Tết vì người nghèo tại tỉnh Nghệ An đã góp phần tuyên truyền kêu gọi các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm về trách nhiệm đối với xã hội, về sự sẻ chia, giúp đỡ với cộng đồng, góp phần thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn, giúp đỡ được nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình đặc biệt khó khăn, vơi bớt gánh nặng, lo toan, đón một cái Tết đầm ấm. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc thưởng tiền cho người dân ăn Tết tại chỗ. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo hơn 50% dân số châu Âu có nguy cơ nhiễm Omicron trong 2 tháng tới. Triều Tiên ngày 12 tháng 1 xác nhận đã thực hiện thành công vụ bắn thử cuối cùng một loại tên lửa siêu vượt âm mới trước đó một ngày. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, vụ bắn thử nhằm mục đích xác định lần cuối cùng các thông số kỹ thuật tổng thể của hệ thống vũ khí siêu vượt âm. Theo đó, thiết bị bay siêu vượt âm đã thực hiện một số đường bay kỹ thuật và bắn trúng mục tiêu đã định ở vùng biển cách 1.000 km. KCNA khẳng định khả năng cơ động vượt trội của thiết bị bay siêu vượt âm đã được kiểm chứng rõ ràng sau lần bắn thử cuối cùng này. Cũng theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát vụ phóng, bày tỏ kỳ vọng lớn rằng giới chức lĩnh vực nghiên cứu tên lửa sẽ giúp tăng cường năng lực răn đe chiến tranh của đất nước với những thành tựu nghiên cứu khoa học cực kỳ hiện đại của mình. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng tốc hơn nữa nỗ lực nhằm xây dựng vững chắc năng lực quân sự chiến lược của đất nước cả về chất lượng và số lượng.
Nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát, nhất là sự lây lan nhanh của biến thể Omicron, nhiều địa phương ở Trung Quốc tiếp tục vận động người dân ăn Tết tại chỗ và thậm chí là còn thưởng tiền cho người dân ăn Tết tại chỗ. Tại thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, tỉnh Hà Nam, Chiết Giang, Quảng Tây, Nội Mông, người dân được chính quyền kêu gọi hủy bỏ các chuyến đi và không được rời khỏi thành phố nếu không cần thiết trong dịp Tết Nguyên đán. Một số nơi có kế hoạch trợ cấp từ 500 đến 1.000 nhân dân tệ một người. Nhiều doanh nghiệp còn đảm bảo chỗ ở, cung cấp thức ăn ngày Tết cho công nhân ở lại sản xuất. Các thông báo trong bối cảnh thành phố Thiên Tân, giáp Bắc Kinh phát hiện ca biến thể Omicron trong cộng đồng. Tại các nhà ga tàu cao tốc, hành khách sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt các mã quét, xét nghiệm PCR, các giấy tờ nếu đi tới Bắc Kinh hay rời khỏi Thiên Tân. Điểm chung của nhiều địa phương là quy định người từ ngoài tỉnh về quê đón Tết phải có xét nghiệm âm tính và theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày nếu đến từ vùng dịch nguy cơ cao. Nhiều chuyên gia cho rằng tùy điều kiện cụ thể của mỗi địa phương mà quy định chuyện đi lại phù hợp. Cơ quan thống kê Hàn Quốc ngày 12 tháng 1 ghi nhận số lượng việc làm ở nước này tiếp tục đà hồi phục và đang ở mức cao nhất trong vòng 7 năm qua, bất chấp số ca mắc mới COVID-19 tăng đột biến. Số liệu thống kê cho thấy số lượng người có việc làm ở Hàn Quốc trong năm 2021 đạt 27,27 triệu người, tăng 369.000 người so với năm 2020 và cao hơn mức dự tính ban đầu của chính phủ Hàn Quốc là 350.000 người. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2014, thời điểm Hàn Quốc ghi nhận mức tăng 598.000 việc làm so với cùng thời điểm của một năm trước đó. Năm 2020, Hàn Quốc ghi nhận tới 218.000 người bị mất việc sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này và cũng là thời điểm ghi nhận số người bị mất việc làm lớn nhất kể từ năm 1998. Theo các nhà phân tích, thị trường việc làm ở Hàn Quốc trong năm 2021 đã phục hồi phần lớn nhờ vào hiệu ứng cơ bản như xuất khẩu mạnh mẽ và những thay đổi trong cơ cấu công nghiệp, chẳng hạn như nhu cầu về các loại hình dịch vụ không tiếp xúc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại khu vực châu Âu vừa cảnh báo hơn 50% dân số châu Âu có nguy cơ nhiễm biến thể Omicron trong 2 tháng tới đây, nếu tốc độ lây lan duy trì như hiện nay. Theo Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, ông Hans Klus, 50 trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Âu thuộc WHO đã xác nhận xuất hiện các ca nhiễm biến thể Omicron. Tính đến ngày 10 tháng 1, có 26 quốc gia trong số này đã ghi nhận hơn 1% dân số mắc COVID-19 mỗi tuần. Chỉ riêng trong tuần đầu tiên của năm 2022, khu vực châu Âu ghi nhận hơn 7 triệu ca mới, tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 tuần. Theo tốc độ lây lan hiện nay, Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe dự báo hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron trong 6 đến 8 tuần tới. WHO cũng cảnh báo không nên coi COVID-19 như các bệnh đặc hữu, đồng thời khẳng định tình trạng lây lan biến thể Omicron vẫn chưa đến giai đoạn ổn định. Bộ phận báo chí cơ quan y sinh Liên bang Nga ngày 11 tháng 1 cho biết hệ thống xét nghiệm do cơ quan này phát triển để phát hiện biến thể Omicron đã được Cục Quản lý Y tế Liên bang đăng ký lần đầu tiên ở Nga. Bộ xét nghiệm được thiết kế để sử dụng trong chẩn đoán bệnh viêm trùng đường hô hấp cấp trong phòng thí nghiệm khi nghiên cứu các mẫu ARN từ vật liệu sinh học của con người lấy từ những người được chẩn đoán mắc COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.